Trong khi ở một số nơi lợi dụng diện tích đất của khu làng nghề, người dân thay đổi mục đích sử dụng từ phân lô xây dựng nhà kiên cố trái phép gây bức xúc, thì tại khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, do thực hiện đúng quy hoạch và có biện pháp kiên quyết xử lý vi phạm khi mới phát sinh nên không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở kiên cố. Ngay sau khi dự án khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ hoàn thành, gia đình ông Thắng thuê 410 mét vuông đất để xây dựng nhà xưởng chế biến gạo. Trước khi bàn giao đất, ông đã được đơn vị chủ đầu tư tuyên truyền giải thích và hiểu rõ về quy hoạch. Do vậy, 100% diện tích gia đình xây dựng nhà xưởng. Mục đích để chúng tôi mua để làm xưởng, để sản xuất, kinh doanh, chứ còn không phải là làm nhà ở. Thì gia đình nhà tôi cũng chấp hành, tôi cũng lắp ghép một cái nhà nhỏ để trông xưởng ở đây. Thuê hai lô đất tại khu làng nghề với tổng diện tích trên 1.000 mét vuông, thực hiện theo đúng quy hoạch. Gia đình ông Thiện cũng xây dựng một xưởng sản xuất và một kho chứa hàng, trong đó có sử dụng một phần diện tích trong khu nhà xưởng để làm nhà điều hành. Nhận thấy sản xuất gắn liền với sinh hoạt trong khu dân cư gây tiếng ồn, bụi bẩn và ách tắc giao thông, từ năm 2020, thị trấn Yên Mỹ đã dành quỹ đất 9 hectare để xây dựng khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ. Do công ty cổ phần Ánh Khoa làm chủ đầu tư, được hoàn thành hạ tầng vào năm 2022. Dự án có thời hạn thuê đất là 50 năm, với tổng 105 suất đất. Đến thời điểm hiện tại, có trên 40 hộ chuyên sản xuất ra khu làng nghề mới và tất cả các hộ đều thực hiện đúng quy định, chỉ xây dựng nhà xưởng trên diện tích được thuê. Có một trường hợp là có xây nhà ở kiên cố. Ngay từ khi mới xây được đến cái tầng 1 thì chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ ngay. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền để cho bà con nắm được là cái mục đích sử dụng đất của làng nghề chỉ có làm nhà xưởng và phục vụ cho sản xuất. Đấy, trong nhà xưởng thì sẽ được xây nhà điều hành nhỏ để trông coi. Chủ động các biện pháp tuyên truyền, phát hiện ngăn chặn sớm sai phạm đã giúp khu làng nghề